Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có rất nhiều các khán giả đưa vào nhiều tin hay lắm. Trước hết có một số khán giả cũng lại hỏi nữa là họ muốn liên lạc với bác sĩ Trọng Võ thì tôi có xin được địa chỉ. Cái website là www.tndượcthảo.com. Còn nếu quý vị muốn gọi điện thoại thẳng cho bác sĩ thì đó là số điện thoại 714-909-6688, 714-909-6688. Chúc quý vị may mắn. Rồi chúng ta nhận được thơ của bà Liên Ngô, của ông Quách Tấn. Liên Ngô như ở Colorado, Quách Tấn ở bên Kentucky. Rồi ông Thi ở bên Baton Rouge, Louisiana. Bà Quý, ông Lộc, ông Phan và một thanh niên trẻ 93 tuổi. Đó là ông Hùng ở bên Phan Du ở bên Virginia. Ông kể lại cuộc đời phục vụ đất nước của ông quá hay. Từ thời Tây qua đến thời Tổng thống Diệm, qua đến thời đề nghị Cộng Hòa, rồi bây giờ đang lưu vong ở Hoa Kỳ. Ông đã từng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ ở bên Lào. Thời ông đại sứ hình như là Phan Thiện Nhân, ông nói nếu tôi không lầm, đấy là con người ái quốc. Và ông là người đầu tiên đã tham gia vào cái Hiệp định Paris.com. Và ông đã rủ được thêm bạn bè, con cháu, vài chục người. Vì thế cho nên rất nhiều khán giả hỏi giáo sư làm sao để tôi có thể vào được cái hiệp định để mà ký. Có lắm người bảo tôi không thích cái mẫu, cái form để mà ký. Thì thưa quý vị, quý vị cứ viết là hiệp định Paris.com, đánh vào máy computer là nó sẽ ra 3 trang. Rồi nếu quý vị nào mà không biết, liên lạc với Dương Hải, Dương Hải sẽ forward những cái website của Linh Mục Bùi Phong, của giáo sư Nguyễn Chính Kết, của cô Ái Liên, tức là Lisa, của luật sư Lâm Chấn Thọ. Thì quý vị sẽ có hết. Quý vị nên gắng tham gia càng nhanh càng tốt. Vì thời gian nó sẽ chỉ còn có đến ngày mùng 10 tháng 4 là phải đúc kết. Để chúng ta cần có 100.000 chữ ký. Và tôi tin tưởng lần này người Việt mình sẽ yêu nước nhiều hơn là thời cha Vũ Minh làm trước đây. Không đủ số 100.000 thì chúng ta không được tòa Bạch Cung phúc đáp. Đúng với luật của tòa Bạch Cung là phải có 100.000 chữ ký. Bất cứ vấn đề gì mà có 100.000 người đòi hỏi thì Tổng thống phải trả lời được hay không được, ông làm cái gì tính sau. Trong cái việc của chúng ta là rất chính đáng, là muốn giúp cho Tổng thống Donald Trump có phương tiện để mà tiêu diệt Tổ quốc, không tốn một đồng. Quý vị yêu nước cũng không tốn một đồng. Quý vị chỉ tốn vào khoảng 5 phút vào cái website hiệp định Paris.com để quý vị ký tên. Quý vị thích thì quý vị đọc thêm cái khoản 34B của cái dự luật PL93559. Và chúng tôi cũng hãnh diện mấy ngày hôm nay gặp lại những bạn cũ quá nhiều. Những người bạn 60 năm trước ở quê nhà đi dạy học với tôi có, rồi làm trong ngành ngoại giao có, rồi làm trong Tổng Liên đoàn Lao Công có. Cho nên rất là bồi hồi, xúc động. Không ngờ những người bạn cũ hẳn còn nhớ đến Dương Đại Hải. Người ta gọi là bảo gì nhỉ? Xa quê hương nhớ bạn Hiền, còn đây xa quê hương được bạn Hiền tìm đến. Bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm xưa. Đấy mới là tình người, mà đấy mới là chứng tỏ Dương Đại Hải ăn ở với bạn bè có đầu có đuôi. Giống như ngay cả trong cuộc đời,
Có lắm người bảo, ôi giáo sư sao tôi thấy giáo sư không già. Đấy là câu nói của người bạn. Cách đây 62 năm dạy với nhau ở trường Trí Thiện, trường trung học tổng hợp Trí Thiện ở đường Trần Bình Trọng. Ông bạn tôi là ông thầy giáo Hoạt. Ông bảo tôi thấy anh ở trên TV vẫn trẻ như ngày xưa, anh có cái bí quyết gì mà anh không già? Mà cái điều này không phải riêng ông thầy giáo đó, nói tôi là bạn bè học trò của tôi cũng vậy. Giờ chúng nó trở thành ông nội bà ngoại hết rồi. Và chúng nó cũng nói bảo con thấy thầy không có khác ngày xưa. Thầy có cái bí quyết gì bảo hồn siêng, sống hồn nhiên và sống hạnh phúc. Cái hạnh phúc của tôi là hạnh phúc rất tầm thường. Hạnh phúc của một người không có cái đòi hỏi cao. Lập gia đình thì may mắn có một người vợ không bao giờ cần nhằn chồng. Lấy nhau 60 năm, năm nay là năm 60, chứ thật ra biết nhau 67 năm. Nhưng mà từ ngày cưới đến giờ là 60 năm, năm tới. Chưa bao giờ một lần gây lộn. Mà không cứ Dương Đại Hải, những người đàn ông khác người ta trẻ lâu cũng thế. Có một bà vợ không bao giờ cằn nhằn, có một bà vợ không bao giờ càm ràm. Không có một người đàn ông hiểu biết nào mà thích sống với một người đàn bà tối ngày càm ràm, tối ngày cằn nhằn, tối ngày mặt đưa đám. Tối ngày có vẻ mặt chiều 30 Tết mà không có tiền. Mặc dù yêu chồng lắm, nhưng mà gặp chồng phải gây lộn thì nó mới hạnh phúc. Thì cái đó không có Dương Đại Hải. Và cái điểm bí quyết thứ hai là không bao giờ tranh luận với đàn bà. Những người trẻ tuổi hỏi tôi, giáo sư làm sao có cái bí quyết gì bày cho tụi cháu với. Đơn sơ thôi, đừng bao giờ tranh luận với đàn bà. Tại sao? Chúng ta dùng cái company rule, tôi đã nói với quý vị nhiều lần. Bất cứ công ty lớn nào đều có một cái luật của công ty. Công ty có 3 điều luật. Điều luật thứ nhất, woman always right, đàn bà bao giờ cũng đúng. Company rule number 2, luật số 2, if the woman is wrong. Company rule number 3, refer to rule number 1. Hãy coi lại cái luật số 1. Như thế thì làm gì mà cãi nhau? Cho nên những người đàn ông mà khôn ngoan trên đời và hiểu biết và từng trải, khi vợ gây lộn nên nằm quay vào tường, gia đình sẽ êm ấm. Còn nếu không thì bỏ đi. Đừng bao giờ nói phải nói trái. Thượng đế sinh người đàn bà ra để họ nói cái phải, họ không nói cái trái. Mà bây giờ mình nói họ trái, đương nhiên là nó phải lục đục thôi. Bởi vì những cái gia đình mà đổ vỡ nhiều là vì người đàn ông tranh khôn với đàn bà. Không lại đâu. Tại sao? Đàn bà luôn luôn khôn. Chứ nếu họ không khôn thì họ gây lộn làm gì? Có đúng không? Cho nên đấy là một trong những cái bí quyết làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình mà hạnh phúc. Người đàn bà cứ nhường họ đi thì mọi việc nó sẽ êm đềm. Rồi, chúng ta qua với cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện liên quan đến Hoa Kỳ và Tàu Cộng. Mấy ngày hôm nay có nhiều khán giả gọi điện thoại Dương Đại Hải nói, giáo sư à, bây giờ mình đưa cái luật Paris ra nó không hợp thời đâu. Bởi vì thằng Mỹ, thằng Tàu bây giờ nó cứng đầu lắm, nó không sợ ai hết. Cho nếu bây giờ mình đưa cái luật ra nó không làm thì làm gì nó. Thì chúng tôi thưa liền, cụ, bác, anh, chị nói rất đúng. Nhưng mà đối với trường hợp Donald Trump, sai. Là vì quý vị thấy trên đời này khó nhất là vấn đề đồng tiền. Đồng tiền thì nó liền với khúc ruột, có đúng không? Thế mà Donald Trump ra lệnh Tập Cận Bình phạt 25% tất cả những cái món hàng của Tàu bán qua Mỹ, mỗi năm lên đến 700 tỷ đô la. Có những năm đắt hàng lên đến 1.000 tỷ đô la. Mà Tàu chỉ mua của Mỹ có 130 tỷ đô la. Năm nào mua nhiều nhất là 150 tỷ đô la. Vậy thì cái cán cân chi phó vấn đề thương mại giữa hai quốc gia
Nước Mỹ này thiệt hại đến 700 tỷ đô la, 750 tỷ đô la, cho đến 800 tỷ. Thế mà rồi nước Mỹ chịu đựng 30 năm nay như vậy, đặc biệt là 3 khóa, 6 khóa tổng thống liên tục, 2 khóa Bill Clinton, 2 khóa George Bush, 2 khóa Obama. Chúng ta chỉ tính sơ sơ 24 năm đó, nước Mỹ lên đến vài chục ngàn tỷ đô la nuôi không cho tàu. Mà ba anh tổng thống này cấm, miệng như hến, giống như mấy anh sư quốc doanh khi Cộng sản nó đem Hồ Chí Minh vào trong chùa ngồi với Phật Thích Ca, anh nào cũng câm miệng một lũ. Cho nên mình nhìn mình biết ngay là quốc doanh. Còn ông thầy tu nào mà là quốc gia chân chính cũng phải lên tiếng chứ. Đang đây rát một lũ câm, tức là quốc doanh hết. Dám mắt mà nói biết là quốc doanh. Lý do tại sao? Vì Hồ Chí Minh làm sao so với Phật Thích Ca được. Quý vị có đọc chữ A, chữ B, chữ C, y tờ rít đi nữa, quý vị cũng biết rằng Đức Phật là Đức Thế Tôn. Hồ Chí Minh là một tên cáo già, người thành cáo. Làm sao mà ngồi trước Phật được? Rồi để những tên công an nó quỳ nó lại, đâu phải lấy Đức Phật, nó lại Hồ Chí Minh. Thế mà không có một tên sư nào lên tiếng là chỉ trích Phật giáo Việt Nam sai khi mà cho Hồ Chí Minh ngồi với Thích Ca, Đức Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta dám mắt biết chúng nó đều là quốc doanh hết, đều là thuộc một loại sư hổ mang hết. Thiếu tá Liên Thành nói không sai. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng là chỉ có ông Donald Trump mới có thể diệt được thằng tàu. Ra lệnh tàu Tập Cận Bình mày phải đưa thêm 25 đô la cho 100 đô la mày bán cho Mỹ. Mà quý vị thấy Tập Cận Bình có dám cãi đâu, vẫn cúi đầu vâng lệnh, chiều cống hàng trăm tỷ đô la, vài trăm tỷ đô la trong 2 năm qua, và khoảng 300 đến 500 tỷ. Nước Mỹ ăn chơi mà được tàu đem dâng 500 tỷ, như vậy là nước Mỹ có phải là một thiên tài không? Hỏi tức là trả lời. Cho nên cái Hiệp định Ba Lê bây giờ quý vị cứ gắn vào cho đủ 100.000 chữ ký, Tổng thống Donald Trump sẽ dùng lại ban hành cái luật PL93559. Chúng ta sẽ tiếp tục trong phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị.